Hi, hello em và chào mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Chung là sau một tuần làm viết TFT thì bị déo tên nhiều quá nên là chắc là mình sẽ làm lại một vài cái viết cờ liên quân chăng? Có thể cân nhắc để làm lại cờ liên quân luôn được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục leo rank thôi. Chưa biết đánh đội hình gì, xem đánh đội hình gì đã nhé. VO 2 trông hơi yếu nhỉ. Thôi mà đi. Và mình sẽ hẹn gặp lại em sau chuyện thua. A few moments later. Hai em đều mình sau chuyện thua mình có bạn tu len như thế này. Và và mình có bán thần luôn nên là mình sẽ cho hết lên luôn nhá. No man à? Thú à? Trợ thủ. Mình chắc cho lâu rồi thôi. 86, 84 này lên 5 luôn rồi này. Chắc mình để thua một tí cũng được, thua một hai gì đấy cũng được, một hai con gì đấy cũng được. Chắc mình cứ để 4 nhé, để 4 cho nó dễ thua. Đồ này đánh gì nhỉ? Hay làm trận cung thủ nhỉ? Lâu lắm không đánh cung thủ. Nhà này khỏe không? Nhà này cuồng chiến à? Phần lo. Cái nhà này đều khỏe hết nhỉ? Thế thì mình lên luôn ba Noman đi. Deck cho nó dễ. Săn quỷ luôn này. Một cái thương này. Tạm con Vera đi nhé. Đã thể đánh luôn anh em ơi. Đã thể làm cái trận này luôn. Đâu nhỉ? Cung thủ đỡ đòn. Đây. Vậy thôi. Trợ thủ. Cho các bạn trợ thủ đi. Ok, tạm thời này đã nhá. Lau, lau sẽ gánh team mình đoạn này này. Có he kết này. Lau cho giết được con floor này ngon. Ok, giết được. Thêm phát nữa. Vòng 9 chuỗi thua 5 này, ok phết này. Azenka nguyên tố đỡ đòn, thủ vệ, con cung thủ này. Hết luôn. Cái này thì không muốn bỏ lắm, mình không muốn giữ đấy lại. Mình muốn lấy thêm thợ săn quỷ nữa. Thế thì mình cho này đi. Trông hơi kỳ thì nhưng mà chắc là vẫn đẹp được. Cung thủ. Mình bỏ này. Con này Airi à? Về cũng được chắc. Cần tanh hơn. Vậy này bỏ này. Cần không? Reebok. Nhìn như là dọn bàn cờ ấy nhá. Nhìn ít trong dọn bàn cờ. Chết rồi, khéo mất cái chuỗi thua của mình rồi. Cho đội này vào hơi khỏe. Cho này đồ gì?
Rồi, ngắt chuỗi ở đây nhá. Dừng chuỗi ở đây thôi. Ha, kết. Dù này cảm giác vẫn chưa đánh Chanel phòng thủ này bọc. Giữ chuỗi thắng không nhỉ? Bây giờ hay có cho áp cấp giữ chuỗi thắng mà. Yon chắc bỏ con này đi. Đi. Chạy thương phát. Ủa sổ ôi cái gì này. Nhà đấy thì khỏi né anh em ơi. Nhà đấy né mắt. Chắc cũng không giữ được cái chuỗi thắng này rồi. Đã không chưa biết, chưa biết, chưa biết, chưa biết. Ngon. Má này đi. Được, 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 được đấy. Hai con Yon sấy cơ mà. Phải giữ được cái chuỗi đấy. Đây này. Sẽ thêm mặt lau này, lau 2 để cầm máu. Ok, 69 máu hơi cần cầm đấy. Cầm cho nó cầm máu một tí nhất, cũng lắm mình lỗ mất mấy đồng thôi, không đáng kể. Ma lốc thì cũng được. Chắc là bọn Floyd vào cho. Hay cái để thế này nhỉ. Cho con Floyd sẽ xin luôn. Hay kết này cho Floor sẽ xin luôn. Tốc đánh chắc cho Yon, chắc đây Yon 2. Yon có 13 con, Void thì chưa con nào. Nhưng cũng không ai lấy Void. Nghĩ sẽ 14 con Void lấy được anh em. Hai đồ cho Yon rồi. Đỡ đòn. Bài này roll chết ở đây level 8, ở level 7 luôn được này em ơi. Hay mình roll chết level 7 luôn nhỉ. Roll chết ở level 7 luôn. Mình nghĩ con từ chút nhé. Mình nghĩ con teo nát thì mình roll ở đây có khi cũng ra thôi. 15% tỷ lệ ra tướng 4 vàng chắc chỉ một con teo là được. Thì bài này mình sẽ thử roll chết ở 7 luôn nhé. Cho nó có tí chiến thuật. Đó, thì một con floor đi. Yon roll chết ở đây luôn. Và cố gắng lên con Yon 3 với cả con Void 3 sớm sớm tí cho nó yên tâm. Nào mình đang có chuỗi thắng, giữ chuỗi luôn. Nhiều bạn đánh Yon đấy, chắc mình cướp, tranh cướp Yon một tí đấy. Tranh cướp một tí đấy. Đấy thượng ngon mà thánh ngon hơn. Sẽ thành tí cho teo, teo là bắn ba đồ à, ba đồ cho teo. Lo Yon đây rồi, 12 con Yon tìm tiếp đi. Việc gì mà không tìm được, cũng phải tìm con voi mà anh em. Kia mình có nên ôm lại không nhỉ, mình có nên ôm lại con Nakazot này không nhỉ? Ôm lại cho anh em đỡ phải tìm. Ba thương không? Đi luôn, thấy luôn. Vẫn được chuỗi thắng 3 anh em ơi. Không sao hết, không sao hết. Win streak. Streak. Tập. Sao cung bây giờ thiếu con teo anh em ơi. Tôi tìm con teo một tí. Chính xác là nó đấy. Thế là thế nào nhỉ? Thế là thế nào nhỉ? 1, 2 Thế thôi lên đi. Lên trên đi. Bỏ hai đồ này. Con này này. Cho con voi vào. Rồi Yon đi. Để cho con voi 1. Cho thợ săn quỷ đi. Cho thợ săn quỷ vào trước đấy nhé. Chơi thế này, eo này, 1, 2, 3. Mong mà giữ được chuỗi anh em ơi. Giữ được chuỗi không nhỉ? Chắc là giữ được đấy. 6 cung khỏe lắm. 6 cung uy tín. Ok, bây giờ eco lên một chút, mình chờ lên con... tìm luôn được nhỉ? Không khác gì đâu. Eco một chút xong rồi
lên được 8. Lên luôn không? Lên luôn đi. Vội lắm rồi. Sống phải vội lên, sống vội lên các bạn. Thế là từ hồi chơi TFT bắt đầu mình có nhiều kiểu chơi mới khác nhau. Chơi nó loạn loạn xì ngầu lên, đơn giản đi trước. Hồi trước mình cứ theo công thức thôi, kiểu lên level mấy thì chơi thôi. Đầu chơi TFT xong bắt đầu kiểu nhiều trò hơn ấy, trò là giữ chuỗi thắng, up cấp sớm luôn rồi, roll sớm này các thứ. Cũng hay. Cũng thích. Thích phết em ơi. Bạn lốc các thứ không còn giữ. Nho này 14 con anh em bắt đầu bỏ này. Anh em bắt đầu bỏ không chơi nữa rồi, bắt đầu tìm mà ngon này. Na có bắt đầu nhiều. Floor vẫn còn nhiều nhỉ, nhưng mà thôi sao những đèn teo đấy. Teo đấy đây sẽ an toàn hơn, con voi 2 rồi. Voi còn 9 con. Tranh nhau phết nhỉ. Tranh nhau phết đấy. Một cách nữa thì chơi cái này là mình có thể xoay sang đánh thú luôn được. Cát các thứ. Thú luôn. Nhưng mà hơi rủi ro. Ui. Mới ra một cái thẻ thánh đồ rồi ngon. Cái này cần nhất một cái thẻ thánh đồ. Không có. À đâu, vòng sau. Này mình sẽ cho con Yon à. Cái này mình sẽ cho con Teo đi, xong mình cho Yon đồ này đi. Đồ này cho Yon là cũng khá là uy tín rồi. Teo này. Bắt đầu run không ra là khổ đấy. Run không ra là mình cũng hơi khổ đấy. Mình muốn con Yon run không ra. Thấy luôn bà nội. Thấy luôn bà cố nội. Tự nhiên khỏe nhở. Đấy chá. Bốn con Yon kiểu dĩ lên Yon 3 thôi anh em ấy. Từ từ roll là lên đấy. Cần đấy. Cần tí ấy. Thế là không cần tốc đánh lắm nhỉ. Tốc đánh khi cho con kia cũng được, cho con teo cũng được. Bởi vì nhà cung thủ sau kích 6 cung nó đã tăng 100% tốc đánh rồi thì thêm được 30% tốc đánh này cũng bỏ bèn là bao đâu. Cả thêm chí mạng khi nó còn nổ đam to hơn. Có khi là vậy. Nàng cót thường. Nàng cót. Ui dồi ôi, xiên đôi. Đã cố tình đến kia lệch lệch ra nó không xiên đôi được rồi. Khá khỏe này. Win streak 7 này. Đây là con Yon 3 này, còn win streak còn dài nữa. Đây Nick. Có rốt bao nhiêu con? 3 con. Chảnh nhỏ lắm các bạn ơi. Người khôn, người đến trốn là sao? Ta dại, ta tìm nơi vắng còn vẻ. Gì này, thương này đâu đây? Thương này bên kia. Ba thương bên này thôi, để bạn ấy bắt bên này đi. Voi này vẫn voi 2 nhỉ? Nếu mà không voi 2 mà mãi thì mình có khi mình xoay sang đánh thợ săn quỷ anh em ơi. Nếu mà cứ voi 2 mãi. Thợ săn quỷ. Ok đấy, ok đấy. 3 con Yon nữa, cố lên. 3 con Yon nữa.
Không lên được voi 3 thì lên 9, lên 9 kẹp thêm con chắc cần tí thánh đồ nữa. Xong rồi có quy thì chơi quy. Có quy chơi quy, có con cát chơi con cát. Teo chơi teo. Các đồ khó khó ra đấy. Mình một con mà ấy, không phải đánh nhuồn ấy. Sao tìm ra săn quỷ này, có Peter rồi, cốt này chui vào đây, chui vào giữa. Rồi ôi, bắt đầu cần thánh đồ đấy anh em ơi. Con cắt 2 rồi. Sớm thật. Cần một tí thánh đồ đấy. Không có thánh đồ là cũng hơi khổ luôn, con cắt 2 đấy. Hay lên 9 luôn nhỉ, Eco lên 9 nhỉ, hay bỏ thợ săn quỷ đi nhỉ. 500 giáp làm gì đâu, 500 giáp phép làm gì đâu, lấy thả lấy thánh đồ hơn anh em. Thánh đồ choáng ăn giòn mà gặp mình thôi. Trung quân idol này, bạn ấy cọc cho vào đầu. Ui, còn bạn này nữa. Nghĩa LH nữa. Sợ lắm chỉ cho thánh đồ thôi. Rồi rồi. Rồi rồi. Cho thánh đồ vào thôi, sợ quá phải ban này thôi. À đây. Điểm luôn. Một hai ba, một hai ba, một hai ba. Lucy thường bán đi cũng được. Lấy thêm đi rắc nữa mình cho anh em đỡ phải tìm không nhỉ? Thì trội. Sạch thành cho teo. Mình cứ roll tiếp nhá. Mình lên 9 được cái này rồi thì có thêm thánh đồ này cũng khá là ngon. Mình cứ roll tiếp thôi. Đáng lên con Yon 3 hay lên 9 nhỉ? Lên 9 tìm con cát nhỉ? Cho mình cho con cát nó cầm cái sách thánh tí tanh nó. Cho nó ăn thua nhỉ? Cho anh em chọn đấy. Đi cầu lên 9 đi. Cũng muốn tìm con Yon cơ. Đánh xem ván này, nếu mà ván này thua thì khi đi tìm Yon nhé, còn không thì thắng thì Ico lên 9 đi. Muốn lên 9 anh em ơi. Muốn lên 9. Tại tự nhiên mọc ra quy mọc ra đi rắc nó khỏe. Khỏe quá. Nên là cứ Ico cũng được. Cô đi. Bao nhiêu nữa nhỉ? 56 nữa, 56 54 nữa. Chuẩn bị để sống vội đấy, chuẩn bị sống vội. Yon 3 của mình nữa. Nơi này cho quy ulti luôn đó nhé. Quy mình muốn ulti luôn. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu thôi. Là cót thứ ốc và mỗi bốn bạn thôi à, chơi game nhanh nhỉ, vòng 22 mà con cát này làm sao mà chơi được mình. Con cát này ma lốc này cũng có thể săn quỷ à, để xem bắn thẳng mặt con cát luôn này. Ui rồi con cát nào, con cát nào hả bạn ơi. Chết rồi. Khỏe quá rồi, kéo không kịp đến 9 mất nhỉ. Hai bạn này thì giết nhau bớt đi, trời ơi, giết nhau bớt đi. Mà lốc à. Mà lốc giáp này không ăn thua. Mà lốc giáp này mình làm gì có sát thương phép đâu anh em. Được cái đội hình này còn cao tơ ở giáp Gaia nữa. Ây da. Tơ giáp Gaia liền. Đang tơ giáp Gaia liền. Đấy. Ô, Richter luôn này. Mình luôn đi. Vội 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 vội
It's Van Helsing time. Sống vội lắm. Voi nghĩ khó lên ba nhỉ. Hãy bán sử dụng voi tí eco lên rồi tìm con Yon không? Tìm ba con Yon nữa. Xa vời ghê. Ôi giời ơi, von cát nào. Nhà này được cái mình counter nhà này thợ săn quỷ thì giáp phép này làm gì đâu anh em. Hai bọn này lại giết nhau bớt đi. Đúng rồi, giết nhau đi. Giết nhau là mình vui lắm. Bán hai con này đi không nhỉ? Nghĩ chả lên được voi 3 mà còn 12 con voi. Hay cứ ní nhịn chờ thời chăng? Ní nhịn một tí. Ní nhịn một tí không anh em? Cát này rồng. Rồng này có cái nào cho nó thổi sang góc chéo chéo bên kia một tí được không? Để con này ở đây hả? Ừ ha. Xong mấy con này thì cũng mà chui vào đây bằng mắt. Chui vào đây bằng mắt. Ra cho con rồng này thổi góc này đi. Thổi vào con voi đi. Ui dồi ôi, von cát nào? Von cát nào ở đây? Ui đấm lên phát nữa. Ok. Von cát nào ở đây hả bạn ơi? Cát với chúng tôi à? Khắc chế cứng von cát anh em ơi, khắc chế cứng von cát ở đây. Không nên có Yon 3 ấy, làm clip cũng thiếu thốn nhở. Làm cái vít quay trở lại mà không có Yon 3 mới thiếu thốn. Chặn mà đang vòi đi. Biết đâu bán đi ra một đống con vòi. Nhà này chơi mình gì nhỉ? Nhà này không có thương. Cái nhà này không có thương gì. Ô nhà này không chơi thủ luôn à. Ám bán thần. Ám bán thần nhưng mà Ilu không có đồ. Ờ. Hay. Chắc bọn anh chờ ngọc đại. Ilu không có đồ. Khó của Nam Cường liền. Đang bỏ con voi đi. Thêm con cát. Nhưng mà không có miễn nhiễm khống chế cũng hơi tức tưởi. Lấy một cái miễn nhiễm khống chế. Có thêm đồ lấy thêm mana cho con voi nhé, cho nó ulti luôn nhé. Voi mình cần ulti cực kỳ sớm. Đó, thêm gì nào. Đây, một gì. Đi tìm tí tướng nào. Ổn quá. Q2 Yon, ok, thật ra này, thật ra này. Cố lên, cố tí. Thôi. Ê nhưng mà cứ để này một lúc xem sao đã nhá. Để một lúc xem sao đã. Vội đi. Đâu, bạn này làm gì? Định thay đổi gì không? Không thì con rồng bạn vẫn thổi trong góc bên này thôi. Ok bạn. Thay đổi gì? Giữ con voi ở lại nhé, bởi vì mình muốn cái miễn nhiễm khống chế của mình. Ô, nếu mà con voi mà đứng đây mà nó miễn nhiễm khống chế, nó có miễn nhiễm khống chế cho con Yon bên tít bên góc bên này không nhỉ? Em nào biết có thể cho mình biết được không? Ôi thôi, mình thắng rồi. Thế là con Yon mình đang. Ê, đừng đùa chứ. Ê, một con Yon nhá. Hai con Yon, đó, ok, đấy, Yon 3. Đấy, ý nhất còn được đăng clip Yon 3 của mình. Let's go vậy thôi, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Anh dấu biết quay trở lại. Ủa, tôi liên cuốn. Thôi, mình đến đây kết thúc rồi. Đã thì clip trên ý, hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh. Chào tạm biệt.